Kính Hòa và Hải Ninh xin chào mừng quý khán giả trở lại với chương trình Thế giới Vblog tuần này. Thưa quý vị và anh Kính Hòa, trong tuần vừa rồi chắc hẳn là người Việt Nam ai cũng nở mày nở mặt vì được lên chương trình truyền hình Good Morning America của ABC, cái hàng sơn đòn của mình á. Người Việt Nam lên đó hả? Không, cái hàng sơn đòn của mình được lên cái chương trình đấy của Mỹ. This colossal skylight where the chamber ceiling collapsed is called a doline, breathing life into this underground world. Thì nhưng mà hay hơn nữa là chuyện cái anh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, anh ấy vác ba lô rồi lội suối trèo đèo đi vào cái hang đó. Mà ông, mình nghe mấy bạn ở trên mạng xã hội nói là ông ấy nói tiếng Anh giỏi lắm nhá. Nói như người nước ngoài ấy. Có cái chuyện mà chuyện nói tiếng Anh là một chuyện, nhưng mà chuyện mà đi phượt, giống như là người ta đi phượt rồi là trèo đèo lội suối thì hay hơn đúng không anh? Cái chuyện đi phượt thì nếu mà nói như vậy so ông thủ tướng với mấy các bạn đi phượt thì quan cho các bạn ấy, tại vì các bạn cố gắng nhiều hơn. Chứ còn bây giờ ông thủ tướng ông đi thì có phải phó thủ tướng, phải tiền hô hậu ủng thì đâu phải đơn giản đâu. Với lại hình như phải 6.000 đô la Mỹ mới được vào trong cái hang đó, chứ mấy bạn đi phượt làm gì có tiền vô lắm. Thế thì anh giải thích tại sao mà dân tình ở trên mạng người ta rất là ồn ào, rất là ca ngợi anh phó thủ tướng này? Thì thế này, tức là lâu nay đó chắc là người Việt mình thấy mấy ông lãnh đạo nhà mình đó, mấy ông oai vệ quá, xa cách quá, cho nên bây giờ là họ thích những cái người mà đại khái là gần gũi dân chúng, dân giả bụi bặm như Hải Ninh nói nhiều hơn. Thế anh Kinh Hoàng có thích không? Thì đây thế này, cái chuyện mà mấy ông lãnh đạo này mà gần gần dân như vậy á thì cũng nhiều rồi. Ví dụ như có cái ông gì mà nói tiếng Tàu, nói tiếng Hoa đó, ông Hoàng Trung Hải là ông đội nón này, nói tiếng Tàu này, xông vào hang, xông vào mỏ than, đấy, rồi như anh gì, không biết có biết tiếng ngoại ngữ nào không, anh Thăng, anh gì đấy cũng trẻ trung, cũng tuyên bố rất là nhiều thứ mà có vẻ cũng rất là bình dân, gần gũi. Có vẻ như là các anh lãnh đạo nhà mình bây giờ xây dựng hình ảnh gần gũi dân chúng rồi là tuyệt đẹp như thế, như là anh Putin gì đó bên anh Putin cưỡi ngựa rồi là bơi rồi là đi bắt cò bây giờ ơi quá nó lành tráng, rất là đẹp đúng không, một hình tượng một người lãnh đạo rất là gần gũi và mạnh mẽ và gần dân chúng. Okay, đúng rồi. Đó. Nhưng mà thực ra thế này, đúng, tại sao người ta mơ mộng tới cái chuyện đó, người dân người ta thích như thế, tại vì ít quá, đâu có mấy ông như thế đâu, mà hình như ông nào cũng thích cái ngai vàng của ông Đức Mạnh hơn. Anh Kính Hoàng nói cứ như là như ai cũng thế, đâu phải là ai thế đâu, đúng không? Thôi như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Bây giờ thì nhưng mà khán giả, quý vị khán giả thì quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện mà xây dựng hình ảnh của các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam hiện nay? Xin mời quý vị để lại bình luận dưới đây, dưới video này. Còn bây giờ Hải Ninh và Kính Hòa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.